Được biết sen đang vào mùa nở rộ, tại Hà Nội các loại sen được rao bán tràn ngập trên thị trường. Đáng chú ý với một loại sen đặc biệt có tên gọi là Tịnh Đế, một đế hai bông mà nhiều người còn gọi vui với cái tên là sen sinh đôi. Chị Nguyễn Anh, đầu mối bán hoa sen ở Thanh Trì, Hà Nội cho biết, sen Tịnh Đế khá hiếm, cả đầm vài nghìn bông sen cũng chỉ xuất hiện một vài đóa sen Tịnh Đế. Mỗi năm chỉ có một vụ sen kéo dài từ tháng 5 đến khoảng tháng 9. Thời điểm hoa thơm và đẹp nhất là từ cuối tháng 5 đến nửa cuối tháng 6. Trung bình mỗi tháng, đầm nhà chị có một đóa sen Tịnh Đế, nhưng cũng phải có thời điểm 2 tháng mới tìm được một cành. Thậm chí, loại sen Tịnh Đế quan âm trắng, cả vụ đầu năm ngoái mới có được một cành. Chính vì điều này nên khách hàng sành chơi phải đặt trước vài tháng. Loại sen sinh đôi này chỉ bán với giá là 250.000 đồng một cành, giá siêu đắt đỏ nhưng vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Được biết sở dĩ có tên gọi là sen Tịnh Đế bởi loài sen này trước kia chỉ dành để tiếng vua chúa. Loài sen không bao giờ nở riêng lẻ trên cùng một cuống, bao giờ cũng có hai bông hoa. Đây được coi là hiện tượng đặc biệt, hiếm gặp, tượng trưng cho điềm lành, sự may mắn, thịnh vượng. Chưa kể hương thơm cũng giữ được lâu hơn so với những loại sen bình thường. Trên thị trường, tùy vào vẻ đẹp của mỗi đóa sen Tịnh Đế mà sẽ có những mức giá khác nhau, dao động từ 150.000 đồng đến 300.000 đồng một cành, đắt gấp chục lần so với những loại sen phổ biến trên thị trường.